vị thân mến, chương trình Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại. Và đây là hai nhân vật khá là may mắn, đúng không ạ? Mình lựa chọn tiếp một câu để trả lời. Sau đó mình không có loại trừ gì nữa. Mình chỉ tổng kết số điểm từ 3 vòng thi. Rồi, xin mời. Chọn. Số mấy ạ? Số 6, Tư Duy. Ok. Trời, vậy mới vui chứ. Câu hỏi số 6, Tư Duy là một câu hỏi hình ảnh. Mời các bạn nhìn vào màn hình. Từ khóa này có nghĩa gì? Xin mời, 30 giây bắt đầu. Năm giây. Hết giờ. Xin mời đáp án của anh Tú trước. Sao, đáp án là gì? Dạ, ngày tháng năm. Ủa, nếu vậy hỏi làm chi? Em chả biết, em trả lời vậy chi nữa. Ok luôn. À, Quỳnh Lý, em biết cũng khá nhiều á. Đáp án của em là gì? Ngày tháng năm. Ủa? Thiệt á hả? Thiệt luôn, ba chữ ngày tháng năm. Trời ơi. Ba, có đáp án nhiều không ạ? Anh nghĩ chỉ là năm thôi. Năm là một trong số những cái mà chương trình hỏi đó. Ờ. Năm người ta hay gọi là cái gì? Niên kỷ. Niên. Có một niên. Niên. Và chấm 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 là? Thiếu. Niên thiếu. Thiếu. Thiếu niên. Thiếu niên à. Đáp án chính xác của chương trình là thiếu niên. Nhưng mà các bạn lại ghi ngày tháng năm thì lại không chính xác. Cho nên hai bạn bị trừ 15 điểm mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà phân định của chúng ta sau khi mà chúng ta tìm ra kết quả cuối cùng, điểm số hai bạn bằng nhau, chúng ta sẽ có câu hỏi phụ để xác định dễ nhất gì nhì. Biết đâu được phong tỏa cao điểm hơn một trong hai các bạn thì sao? Thì phong tỏa về nhất luôn. Cuộc đua hấp dẫn. Và bây giờ thời gian chúng ta tìm người chiến thắng. Bắt đầu, ánh sáng tắt. Ánh sáng dừng lại vị trí người nào, người đó có điểm số cao nhất. Không cần biết bạn có phải là cao thủ hay không. Bạn sẽ nhận được 10 triệu. 2, 1, dừng. Chúc mừng. Mà cả hai bạn ngày hôm nay tại sao lại sáng giống nhau? Bởi vì điểm số bằng nhau, 60 điểm, chúc mừng. Làm sao để phân định ai 10 triệu, ai 5 triệu đây? Chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ. Rồi, bây giờ là cuộc đấu nha, nhanh gọn lẹ nha. Khi Minh Xu đọc xong câu hỏi cuối cùng, quyết định sau khẩu lệnh hết thì chúng ta sẽ giơ tay để giành quyền trả lời. Ai giơ tay trước trả lời đúng thắng luôn. Ai giơ tay trước trả lời sai nhường quyền trả lời cho bạn còn lại. Bạn còn lại trả lời đúng thắng. Câu hỏi phụ của chương trình như sau. Con gì sinh ra đã mang danh độc ác hết? Mời Quỳnh Lý. Rắn. Rắn là một đáp án chưa chính xác. Anh Tú có đáp án không? Con gà ác. Chính xác, chúc mừng. Mời ba mẹ về chỗ. Trời ơi, đọc xong là biết gà ác rồi. Câu hỏi phụ cuối cùng đã xác định người chơi chiến thắng với 10 triệu ngày hôm nay. Chúc mừng Nguyễn Anh Tú. Yeah. Người chơi về nhìn ngày hôm nay đó chính là Quỳnh Lý với 5 triệu đồng. Ba mẹ mang về một món quà dễ thương dễ chịu, mỗi người 2 triệu đồng. Rồi bây giờ mới lộ diện nè. Bây giờ hỏi Tú trước, em là ai? Chỉ có hai từ thôi. Phong tỏa. Một nhân vật rất là lành tính. Quỳnh Lý, em là? Chuyên gia dịch chuyển. Chuyên gia dịch chuyển. Em dịch chuyển điểm của ai? Dạ, của Nguyễn Anh Tú. Như không. Cũng như không đó. Thì lúc đầu là em dịch chuyển là phải loại Tú. Đúng rồi. Em biết rồi, nhưng mà em nghĩ là những cái thế lực khác nó sẽ nhiều điểm hơn. Hiểu. Nên là em phải loại đi trước. Vâng. Và em đã loại trừ người ba thân yêu của mình. Để xem ba thân yêu của em là ai nhé. Dạ, đúng rồi. Anh Thuận, anh là ai? Nó đó. Anh Thuận là cao thủ biết tuốt đúng không? Và Cao Mỹ Kim, em là? Hoán đổi. Người hoán đổi. Em hoán đổi vị trí số mấy? Khi đó em trở thành cao thủ. Tôi tính toán ở đó hay. Thôi, gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Đã biết được chúng ta là ai rồi. Ngày hôm nay cuộc đấu quá vui. Chúc mừng, cảm ơn. Minh Sù đã cầm trên tay một tấm bảng 10 triệu đồng dành cho người chơi chiến thắng. Không cần biết có phải là cao thủ hay không. Ngày hôm nay phong tỏa mà đã chiến thắng. Tuyệt vời, chúc mừng. Xin cảm ơn chương trình. Người về nhì ngày hôm nay Quỳnh Lý, 5 triệu đồng, chúc mừng em. Ba mẹ thân mến, cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Vâng, quý vị
thân mến, ngày hôm nay là một cuộc chơi khá là vui vẻ của tất cả các nghệ sĩ ở đây. Và xin được gửi lời chúc đến với tất cả các anh là anh Hùng Thuận nè, và những người bạn trẻ còn lại, Cao Mỹ Kim, Quỳnh Lý và anh Tú, sẽ có thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa nhé, trong con đường sự nghiệp của mình. Vâng, cảm ơn anh Sầu. Dạ. Còn quý vị thân mến, đừng quên mở TV vào tuần sau 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ Vinh Sầu xin chào và hẹn gặp lại.